Anh đây, em xin chào quý cô chú anh chị đến kênh Vlog Minh Hải nữa chờ. Chuyên ong rừng và những cảnh thiên nhiên ha. Hôm nay ngày 22 tháng 3 em lại đi rừng thấy không? Và trời sáng giờ đây cũng đã tìm thấy được một tổ tương đối là đông quân. Mà chưa biết mật thế nào cô chú anh chị ạ. Đây, ông thủ nhóm em gồm 3 người ha. Đây là Út thủ này. Còn đằng đây là nhị thủ. Đâu rồi, xin chào khán giả các coi nhị thủ áo vàng. Đó, đây là nhị thủ, còn em là đại thủ. Xin chào cả nhà, giờ em chuẩn bị ha. Em đi khui ra xem cái tổ này thế nào. Rồi sáng giờ lội tiết cái chỗ bên trống trống bên đây nè cả nhà. Rồi qua cái đồi này. Rồi vượt qua cái khe này giờ lên đây. Đó, còn trên này là đồi thông. Đấy. Rồi, em tiến hành làm đây. 22 tháng 3 năm 2023 nha cả nhà nha. Rồi, công cuộc chuẩn bị đã xong. Bây giờ anh em sẽ đào cô chú anh chị nhé. Cũng gỡ gỡ nhẹ coi cái tổ nằm hướng nào cái đây. Coi cái bánh mật nó nằm hướng nào để mình biết mình ấy không cục cái. Ủa. Khai phát liệt. Hướng nào? Úp chồng á, chưa thấy gì hết rồi. Mùi thuốc cháy mẹ nó. Thì phá phát rồi ta. Cô anh chị ạ. Em đếm cả nhỏ cả to, cái này là 11 bánh này. Đó. Đấy. Đó, ông về chút trồng lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bánh. Đúng 11 bánh cô chú anh chị ha. Đây, rồi mà cũng đạt rồi. Đây là cô chú anh chị, đây là đầy hết rồi nha. Ở đây là anh chưa đậy nắp lại thôi. Còn dưới này là nửa ống hết rồi nè. À, em xin chào chú anh chị nha. Đây giờ lấy nha. Đó, đã về bánh đầu tiên. À, em dọn cái đất đây đã. Phun mật luôn. Giờ là không còn con, không còn phấn hoa gì nữa hết. Đây, nhìn rõ không? Nhìn rõ không? Rồi. Đây là bánh thứ hai nè, của chú anh chị đi. Bánh thứ hai nha. Đây là bánh thứ ba. Thích quá đi thôi. Có mật giao cho cô chú anh chị thiếu nợ của năm ngoái rồi. Đấy, cẩn em lấy mật đây. Vậy đây là nó đóng ở dưới đất này cô chú anh chị. Rồi, em bỏ ba. Từ em. Ở đây là bánh thứ tư. Đây còn mấy cái này, mấy cái là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái này. 5 cái nào. Đây là cái thứ 6 nè cô chú anh chị này. Đó. Đã mật này. Đây khu này là mật hết rồi nè. Mật hết rồi. Kể cả cái khu thưa này cũng vậy nè, mật hết, gần đầy hết. Máy em gần hết pin rồi cho nên quay tổng quát cho cô chú anh chị xem lỡ có nó hết pin. Còn đây là con ong nha.
đào cho nó rút luôn đây. Lá cuối cùng mình chừa là một bánh cuối cùng để cho nó nuôi quân, cái nó dời đi tàu khác cô chú anh chị, chứ không có bắt hết. Bắt hết là nó không còn cái gì để nó nuôi quân. À, sau một ngày vất vả thì cũng có được thành quả có như thế này đó cô chú anh chị ạ. Đây được hai bì, cái đây là cái bao mét 2 đựng mũ cao su nha. Ở đây cũng vậy, và đây một cái keo phấn hoa này, em lấy riêng phấn hoa ra, mà phấn hoa lẫn với mật ong nửa ống là em lấy riêng. Đây là một keo như cái này thì em chia sẻ cho cô chú anh chị là 200k một ký. Đây đó, đó mật nửa ống và phấn hoa thì em sẽ chia sẻ với cô chú anh chị như thế. Còn giá mật thì cô chú anh chị bi đi rồi em sẽ có giá hợp lý cho cô chú anh chị dùng. Và đơn hàng hôm nay em sẽ gần đủ để trả đơn cho cô chú anh chị mà em nợ năm ngoái nha. Cô chú anh chị chuẩn bị nhận nha. Rồi em xin chào, kết thúc video của ngày hôm nay nha.